chính thức đang có giao diện ơi. Để tránh nem nướng sơn nhà bà Tuyết bị nhầm lẫn trên thị trường, lên nhà bác đã cho ra mẫu bao bì riêng. Và đây có hai sô chứng nhận sản phẩm, tiếp theo là logo bà Tuyết, còn cả mã vạch đây nữa nha. Đây là bao bì cũ, còn đây là bao bì mới nha. Ừ, bác đi rồi đến này nhiều hơn nhiều. Ngoài nâng cấp bao bì ra, bác sẽ còn nâng cấp chất lượng sản phẩm nữa cơ. Nem nướng sơn này là có thêm vực, ngậy hơn, bùi hơn, ngon hơn. Trên cùng ăn thì ngon hơn nhiều lắm này. Xin mời mọi người cùng ăn nhá. Hôm nay là 3 dàn máy, 3 băng chuyển chạy từ sáng đến đêm để kịp tiến độ phục vụ cho các cháu. Còn đây là công đoạn rắc vừng nhá, để bác rắc trực tiếp cho các cháu luôn. Vừng sẽ được trộn đều trong cái lò quay này nhá. Và miếng nem nướng sau khi tẩm ướp xong đây, nhìn có ngon không chứ? Mọi người thử ngay nem nướng phiên bản mới đi nhá, xem có ngon hơn phiên bản cũ không nào.